Xin chào anh em nhé. Hôm nay sẽ dẫn anh em đi lắp cái con Wi-Fi phụ. Nhưng mà con này là con SuperNet của bên Viettel. Con này có tên là 8021. Xem cái mã nó. V5. Đây con 8021V5. Cái con này là con model SuperNet. À, con Wi-Fi phụ của SuperNet. À, con Wi-Fi 2 băng tần anh em nhé. Con này nếu mà làm anh em kỹ thuật mà làm mất ấy thì phải bán tích bán là 700.000 một cái con Wi-Fi như này. Wi-Fi này thì nó cực khỏe luôn. Nó dùng mấy cái con home Wi-Fi này rất là thích anh em. Chơi game hoặc là lướt web các kiểu là chạy rất là mượt. Con modem này, con Wi-Fi phụ này là Wi-Fi 2 băng tần. Có 3 cái đường dây thì đã kéo sẵn rồi nhưng mà chưa có thiết bị để lắp vào. Hôm nay sáng nay lại đi vào để lắp đặt cái con home này thôi. Mấy nay gần Tết nhiều việc quá, chạy loạn hết cả đầu lên. Mỗi ngày 5-6 cái triển khai mới. Nếu mà triển khai mới ở trong từng khu vực thì nó còn dễ triển khai. Nhưng mà đây tôi quản lý mấy xã cơ, nên cứ chạy loanh quanh, tốn thời gian đi lại nhiều lắm. Cái địa bàn của tôi thì hai người làm anh em nhá, hai người làm nhưng mà vắt hết sức ra cũng không kịp chạy luôn, nhiều khi còn phải hẹn khách hàng ngày mai xử lý nữa. Đấy, như hôm nay là có mấy cái sự cố rồi. Sửa xong 3-4 cái sự cố rồi. Bây giờ đi làm một cái sự cố, xong một cái triển khai, xong còn lắp cái Wi-Fi phụ này nữa. Cái đầu việc khá là nhiều đầu việc. Mùa này nó là mùa giáp Tết cho nên là khách hàng có nhu cầu khá là cao. Đây còn thêm một cái con Tenda này nữa. À, con TP-Link này nữa. TP-Link này thì đi lắp cho nhà khác. Khách hàng lắp cái cam, lắp cái con này chắc sử dụng không được. Home Wi-Fi này thì bản chất ấy là nó phục vụ cho những cái nhà mà có nhiều tầng ấy. Wi-Fi để làm sao để tối ưu nhất cái không gian của nhà mình. Nó đồng, cái thứ hai nữa là nó đồng bộ, ưu điểm của nó là đồng bộ được cái một cái tên Wi-Fi và nó phủ kín hết nhà mình qua 1-2-3 con gì đấy. Ví dụ nhà 2 tầng thì dùng hai cái con Wi-Fi này là được. Tất cả vị trí ngõ ngách là đều khả năng bắt được. Đợt trước xe ô tô. Đợt trước nếu mà nhà 2 tầng thì anh em phải sử dụng đến Wi-Fi phụ như cái này. Mình mua ở bên ngoài mình bán cho khách hàng thôi. Nhưng mà đợt này là có cái gói đấy, gói home Wi-Fi cho phép anh em là những cái đồ này đồ miễn phí anh em nhé, được cả Viettel cấp. Và nó đồng bộ được cái thiết bị của nhà các bạn.
Nhưng mà cái gói cước của nó thì nó cao hơn so với cái gói cước thông thường khác. Bởi vì các bạn được trang bị là model 2 băng tần, bảo hành bảo trì là miễn phí. Các bạn không phải lo, các bạn chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải lo nghĩ cái gì cả. Thôi chúng ta đi đến lắp nhá, nói hơi nhiều rồi. Đây anh em nha, hôm qua đã làm xong hết ở đây rồi. Bây giờ cắm vào thôi. Khi mà cắm cái con 8021V5 này thì anh em cắm luôn cái dây lan vào nhé. Ở trên này nó có cái VLAN cây, mật khẩu để đăng nhập vào này. Anh em lưu ý này, địa chỉ IP ở đây 192.168.101.1. Bây giờ sẽ kết nối đến Wi-Fi đã. Đây, Viettel AZN6 này. ST là hoa này. XX hoa. P57X. Cái password nó thường là chữ hoa, chữ thường và số này. Anh em đăng nhập đến cái địa chỉ 192.168.101.1 nhá. Password này 8K cộng phần trăm 9ID4 login. Ở đây thì anh em kích vào 3 chấm xong chặt PC version. Đây, Wi-Fi name với password anh em xóa đi đánh lại thôi. Ra ngoài xem tên. Phòng truyền thống VT. Phòng truyền thống mật khẩu từ 1 đến 9 anh em. Đặt mật khẩu từ 1 đến 9. Em mở mạng hả em? Vâng. Phòng này được chưa? Đây được rồi đấy chị. Buổi chiều chắc xin mới làm ạ. Mật khẩu từ 1 đến 9 chị nhá. Buổi chiều được thì. Bây giờ được luôn đấy. Vẫn mật khẩu từ 1 đến 9 thì. Vâng. Anh em gõ lại cái mật khẩu đăng nhập nhé. Ví dụ anh em đặt quen cái gì thì anh em đặt đúng như vậy. Bạn nào?
Ok. Hôm nay ờ, làm từ hôm qua rồi mà. Ok. Làm xong bây giờ mà. Bạn làm giáo viên anh em ạ. Mình thì chơi cái nghề này vật vã vãi đái, đau hết cả đầu. Bật khẩu từ 1 đến 9. Đây nha, tôi treo ở trên này. Rồi, vào thử xem nào. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Thế đó. Speed test luôn cho anh em nữa nhé. Con này hai băng tần cực trâu luôn. Quay này quay nét 2, 70, 80 mê rồi đấy. Ủa, khiếp vậy đấy. Gần 200 mê anh em ạ. Kinh thật. Ui, 249 mê. Ok anh em nhá. Đấy, lắp mấy phút là xong rồi. Đi việc khác.